Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 3,9 triệu tặng tên miền hosting hỗ trợ cài đặt quảng cáo miễn phí từ A đến Z liên hệ ngay hotline hiện trên màn hình để được tư vấn nhiều hơn. Xin cảm ơn. Độc tố trong hoa chuông nguy hiểm thế nào? Hoa chuông mọc dại hoặc được người dân trồng nhiều ở Đà Lạt, các tỉnh miền núi phía Bắc. Độc tính của hoa này có thể ảnh hưởng tới hệ thần kinh, tim mạch nếu ăn phải. Vừa qua, tại huyện Sín Mần, tỉnh Hà Giang, 8 người đã bị ngộ độc nặng sau khi ăn hoa chuông xào trứng. Theo thông tin ban đầu, sau bữa ăn, những người này có biểu hiện hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, buồn nôn. Tại thời điểm nhập viện, bốn bệnh nhân có các triệu chứng nặng hơn như mạch đập nhanh, thở gấp, đau ngực, ý thức lơ mơ, đồng tử giãn nhẹ. Trước đó, ngày 25 tháng 4, bốn người chú tại xã Hữu Vinh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang cũng bị ngộ độc sau khi ăn hoa chuông xào. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Quốc Dũng, phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang, độc tính của hoa chuông có thể ảnh hưởng đến tim, hệ tiêu hóa. Người bị ngộ độc có biểu hiện như đau đầu, choáng váng, chóng mặt, buồn nôn, nôn. Nếu nặng, bệnh nhân có thể hôn mê, tím tái, suy hô hấp và tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hội Đông y Hà Nội, hiện nay trên thế giới có khoảng 350.000 loài thực vật có hoa. Hầu hết trong số chúng là những loài hoa đẹp, không gây hại. Tuy nhiên, một số ít mang trên mình vẻ đẹp rực rỡ, cuốn hút nhưng lại ẩn chứa những độc tố có thể gây chết người. Hoa chuông là một dòng hoa loa kèn hoa này còn có nhiều tên gọi khác nhau cảnh báo độc như hơi thở của quý kèn của thiên thần hoa chuông có bề ngoài đẹp lạ và có nhiều màu như màu trắng vàng nhạt vàng pha hồng nhiều gia đình trồng làm hoa cảnh trồng ở các vườn hoa khu du lịch nhìn bên ngoài loài hoa này tưởng chừng như vô hại thực tế đây là loài hoa có chứa độc tố khủng khiếp lương y sáng cho biết nhiều vùng ở colombia còn cảnh báo chỉ cần ngửi hoa nạn nhân sẽ lập tức rơi vào tình trạng vô thức không kiểm soát được hành vi nói năng làm nhảm. Chất chiết xuất từ hoa này được cho là phương tiện để tội phạm thôi miên, đầu độc nạn nhân. Do đó, bác sĩ Dũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không hái các loại rau rừng lạ, các loại hoa để làm thực phẩm. Đặc biệt, các địa phương nên tuyên truyền cho người dân về độc tính của hoa chuông. Đặc biệt, trẻ em không nên hái hoa, lại gần hoa. Trường hợp ăn phải hoa chuông cần đến ngay các cơ sở y tế để được hỗ trợ. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 3,9 triệu tặng tên miền hosting hỗ trợ cài đặt quảng cáo miễn phí từ A đến Z liên hệ ngay hotline hiện trên màn hình để được tư vấn nhiều hơn. Xin cảm ơn.